Sáng nay, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 9 bị can về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Những vi phạm này liên quan vụ án xảy ra tại Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam, gọi tắt là VNCERT, thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. Các bị can bị khởi tố gồm Nguyễn Trọng Đường, cựu giám đốc VNCERT, phó vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính Bộ Thông tin và Truyền thông, Ngô Quang Huy, cựu phó giám đốc VNCERT, phó chánh văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, chủ tịch hội đồng quản trị, cựu tổng giám đốc công ty AIC, Đỗ Văn Sơn, trưởng ban quản lý dự án 2 công ty AIC, trưởng ban KT7 công ty AIC, Nguyễn Vũ Cường, giám đốc công ty Khang Phát, Mai Phương Nam, phó giám đốc công ty Khang Phát, Đặng Xuân Minh, giám đốc công ty BTC Value, Nguyễn Quốc Việt, thẩm định viên công ty BTC Value. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thu thập tài liệu chứng cứ làm rõ quá trình lập, phê duyệt, tổ chức đấu thầu dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị và dịch vụ kỹ thuật nhằm theo dõi phân tích sự cố tấn công an toàn thông tin mạng trên một số kênh kết nối Internet quốc tế do Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam, gọi tắt là VNCERT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện trong năm 2017. Xác định ông Nguyễn Trọng Đường, nguyên giám đốc VNCERT đã chỉ đạo một số cán bộ cấp dưới thông đồng với công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Khang Phát, đơn vị tư vấn, công ty cổ phần thẩm định giá BTC Value và nhà thầu cung cấp thiết bị là công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC, vi phạm nghiêm trọng các quy định của luật đấu thầu gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho tài sản nhà nước. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật, thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ án. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho nhà nước. Tối ngày 29 tháng 12, tại khu vực biển giáp ranh giữa Hải Phòng và Thái Bình, Tổ công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 đã kiểm tra tàu chở dầu không số hiệu có biểu hiện nghi vấn. Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có hai người do ông Nguyễn Duy Xuyên, 52 tuổi, trú tại tỉnh Nam Định làm thuyền trưởng. Tàu đang vận chuyển khoảng 15.000 lít dầu DO, không giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. Theo khai báo, số dầu trên được lấy từ một tàu dầu không rõ số hiệu tại khu vực biển giáp ranh Hải Phòng và Thái Bình. Khi đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện tạm giữ. Hiện tổ công tác đã tiến hành lập biên bản ban đầu, dẫn giải tàu chở dầu không rõ nguồn gốc về khu vực bến Rót, Cát Hải, Hải Phòng để tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, với mạng xã hội và thương mại điện tử phát triển rầm rộ, dễ dàng mua bán, nhiều thanh thiếu niên đã lên mạng tìm mua và tự chế pháo nổ. Đây là hành vi hết sức nguy hiểm bởi nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào và hậu quả thì sẽ rất nghiêm trọng. Công an huyện Gia Lộc, Hải Dương vừa phát hiện hai học sinh sinh năm 2008 đã đặt mua hóa chất nguyên liệu chế tạo pháo trên mạng xã hội để tự chế 6 kg pháo nổ vừa để sử dụng vừa để bán. Hàng năm cứ vào thời điểm trước và trong dịp Tết Nguyên đán, tình trạng chế tạo, tàng trữ, buôn bán và sử dụng pháo nổ trái phép lại gia tăng và diễn biến phức tạp. Điều đáng nói là hiện nay đã có rất nhiều vụ việc các em học sinh, thanh thiếu niên tự tìm hiểu chế tạo pháo trái phép thông qua các trang web trên mạng xã hội. Cái vật liệu tiền chế của pháo nổ thì có thể rất dễ dàng mua tại các chợ hóa chất hoặc là ở trên không gian mạng. Ta cần phải bắt đầu từ cái sự giáo dục cũng như sự quan tâm của gia đình. Bởi vì là khi mà các em mua những cái vật dụng này, nếu như chúng ta để ý thì chúng ta có thể phát hiện ngay từ đầu và ngăn chặn để không cho các em tự mày mò hoặc là tự chế những cái pháo từ những cái vật liệu mua được. Trẻ em thường có tâm lý tò mò và ham vui. Sử dụng buôn bán pháo không chỉ nguy hiểm mà còn là những hành vi vi phạm pháp luật. Các em đang ở lứa tuổi học sinh cần được tuyên truyền mạnh mẽ, thường xuyên để nhận thức được sự nguy hiểm nếu tự chế mua bán pháo nổ và sử dụng buôn bán pháo còn là những hành vi vi phạm pháp luật. Triển khai các biện pháp tuyên truyền, phối hợp với nhà trường để tuyên truyền cho các cháu học sinh, để các cháu học sinh nhận thức được, phối hợp với các cái cơ quan truyền thông xây dựng các cái phóng sự về cái hậu quả của việc chế tạo pháo để gửi cho 63 địa phương để phát hành xuống cho các công an các cơ sở để tuyên truyền ở trong các cái trường học. Cuối năm là dịp mà các đối tượng buôn lậu pháo tìm mọi cách để vận chuyển, tuồn ra thị trường kiếm lời. Vì vậy các bậc phụ huynh cần nâng cao cảnh giác, giám sát con em mình trước mọi hành vi mua bán sử dụng pháo.
Thưa quý vị, tại tỉnh Ninh Bình, để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Dương lịch, Công an tỉnh Ninh Bình đã chủ động các giải pháp để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Huyện Hoa Lư là địa bàn có nhiều khu điểm du lịch hấp dẫn, thường xuyên thu hút du khách đến tham quan, nhất là trong các kỳ nghỉ lễ, nên phương tiện qua đây luôn đông hơn ngày thường. Lực lượng Công an huyện Hoa Lư thì đã xây dựng những cái phương án đảm bảo cái trật tự công cộng theo cái cấp độ phù hợp, huy động lực lượng phương tiện để đảm bảo an ninh trật tự, nhất là vào các ngày nghỉ lễ. Cái thứ hai nữa là phối hợp với lại các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh theo sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh đảm bảo tốt cái an ninh trật tự cái tuần lễ festival. Công an tỉnh Ninh Bình đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện tập trung kiểm soát, xử lý phương tiện vi phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phân công lực lượng hướng dẫn tại các chốt giao thông trọng điểm, không để tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài xảy ra. Với phương châm là không để chống địa bàn, trong đó tập trung vào các xử lý đối với hành vi vi phạm và là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn giao thông, xử lý quyết liệt đối với cái người điều khiển phương tiện mà trong cơ thể có nồng độ cồn và chất ma túy. Còn đối với các cái phương tiện tham gia lưu đường mà có cái hành vi như chở hàng vượt quá tải trọng, rồi các cái hành vi cơi nới thay đổi kích thước thành thùng để chở hàng vượt quá tải trọng, quá khổ với hạn cho phép khi tham gia giao thông đường bộ, gây mất trật tự giao thông. Đối với người lái, chúng tôi tập trung vào xử lý kiểm soát chặt chẽ với các trường hợp mà lái xe. Công an tỉnh Ninh Bình cũng đang phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động xây dựng phương án tổ chức, điều tiết, phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Theo số liệu thống kê của tỉnh Quảng Ninh vừa công bố, tổng sản phẩm trên địa bàn GDP của tỉnh Quảng Ninh năm 2023 tăng 11,03%. Đây cũng là năm thứ 9 liên tiếp, tỉnh Quảng Ninh đạt tốc độ tăng trưởng hai con số. Quy mô GDP của tỉnh Quảng Ninh theo giá hiện hành năm 2023 đạt 315,8 nghìn tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 4,7%, khu vực công nghiệp xây dựng chiếm 51,9%, khu vực dịch vụ chiếm 30,7%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2023 ước đạt 55.632 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu Quốc hội giao 5%. Về trật tự an toàn xã hội, so với năm 2022, số vụ tai nạn giao thông giảm 1,09%, nhưng số người bị thương tăng 28,7%. Tỉnh cũng xảy ra 28 vụ cháy nổ, gây thiệt hại ước tính 4,1 tỷ đồng.